Trong thế giới eSports không thiếu những bóng hồng xinh đẹp, kể cả khi họ không là game thủ hay là streamer. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý khán giả một gương mặt xinh đẹp và đầy tài năng đang hoạt động trong ngành game, có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của bộ môn thể thao trẻ trung và rất năng động này. Kính chào quý vị khán giả của chương trình Thế giới Thể thao Điện tử. Nhân vật chính trong buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một cô gái rất xinh đẹp, rất tài năng, từng giành giải Á Khôi trong một cuộc thi Hoa Khôi sinh viên, và điều quan trọng hơn là bây giờ các công việc của cô ấy đều gắn bó với eSports nữa. Xin được giới thiệu tới quý vị Hoàng Ngọc Hà Hải Yến. Xin chào và cảm ơn Hải Yến đã nhận lời tham dự với chương trình của chúng tôi. Xin chào tất cả các bạn. Chào Thanh Hiếu. Mình rất vui hôm nay được đến đây để giao lưu và trò chuyện cùng Thanh Hiếu. Hải Yến này, được biết là các công việc của bạn hiện tại bây giờ thì liên quan rất nhiều đến eSports. Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi cũng như tất cả quý vị khán giả được biết là hiện tại bây giờ công việc của bạn đang là gì được không? Công việc hiện tại của mình bây giờ là Lead PR của bên công ty Fantap, là một công ty chuyên phát hành game. Nội dung cụ thể của công việc, nội dung cụ thể mà việc mà bạn làm hàng ngày là gì? Công việc hiện tại bây giờ thì mình sẽ quản lý các bạn lên các kế hoạch về PR, truyền thông báo chí và đẩy các bài PR đó ra bên ngoài để giới thiệu về những cái game mới, về những cái sản phẩm mới của bên mình và sẽ checking các hiệu quả trên các bài báo đó. Vậy thì không biết là cái mối lương duyên nào đã đưa Hải Yến tới với những cái công việc này? Mình đến với game, đến với eSports cũng là một việc rất là tình cờ. Khi đó thì có một người chị giới thiệu mình trở thành gương mặt đại diện cho một sản phẩm game của công ty VTC. Thì khi đó thì mình cũng rất là hứng thú vì cơ bản mình cũng rất là thích chơi game. Thế là mình đã nhận cái công việc đó. Sau khi tốt nghiệp đại học thì bên đó chính thức gọi mình về làm tại công ty đó với nhiệm vụ là admin. Tức là trước đó Hải Yến cũng đã từng làm chụp mẫu ảnh đúng không? Rồi những thứ liên quan đến PR cho sản phẩm. Đúng rồi, nghĩa là mình ngay từ năm nhất đại học thì mình rất là may mắn là được các shop thời trang và cũng như là các nhãn hàng gọi chụp ảnh cũng như là quay các TVC quảng cáo, và mình cũng tiếp xúc cũng rất là sớm. Nhưng mà về sau này khi mà mình cảm thấy là những công việc đó nó không phù hợp lắm với tính cách của mình thì mình lựa chọn một công việc khác, công việc là liên quan đến các công việc về dịch vụ và các công việc về phát triển về kỹ năng, các kỹ năng về dịch vụ nhiều hơn là những cái việc như là quay chụp quảng cáo. Là một người gắn bó với eSports, với thể thao điện tử trong nhiều năm vừa qua thì cá nhân Hải Yến đánh giá như thế nào về sự phát triển của thể thao điện tử Việt Nam? Theo mình nghĩ thì là eSports đang có một tiềm năng phát triển rất là mạnh mẽ. Những cái việc này được thể hiện qua rất nhiều thứ, như là hiện tại các tổ chức về thể thao điện tử, các câu lạc bộ thể thao điện tử phát triển rất mạnh tại Việt Nam và các giải đấu cũng phát triển rất mạnh tại Việt Nam. Mình được biết rằng sắp tới tại SEA Games còn có các bộ môn thể thao điện tử nữa. Và bên cạnh đó thì các nhãn hàng cũng rất quan tâm đến các giải đấu thể thao điện tử. Như các bạn thấy là trước đây các giải thể thao điện tử thì cái số lượng tiền tài trợ nó cũng không được nhiều cho lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì các nhãn hàng, kể cả là các nhãn hàng không liên quan đến lĩnh vực giải trí, cũng đầu tư rất nhiều và cũng tài trợ rất nhiều. Như các bạn cũng thấy là các bạn streamer hiện tại bây giờ, không những các bạn chỉ làm streamer để giao lưu với tất cả mọi người mà các bạn đã trở thành ngôi sao giải trí rồi. Chính xác. Giống như Đỗ Misi chẳng hạn, hoặc là bạn Linh Ngọc Đàm chẳng hạn. Thì mình nghĩ đó là những điểm mà mình đang thấy là eSports phát triển rất là mạnh. Theo quan điểm của cá nhân Hải Yến thì tiềm năng phát triển của eSports là gì? Theo mình thì tiềm năng phát triển của eSports sắp tới là rất lớn. Theo mình thì sẽ có hai nguyên do. Cái thứ nhất là do dân số trẻ, chính vì thế nên nhu cầu giải trí của các bạn về thể thao điện tử, về những cái liên quan đến online sẽ rất là nhiều. Và các bạn sẽ khám phá những cái giải trí mới, những cái hình thức giải trí mới rất là nhiều. Thế nên là cái cơ hội phát triển cho eSports rất là lớn. Cái thứ hai, theo mình thấy hiện tại bây giờ kinh tế thì càng ngày phát triển rồi. Và khi kinh tế phát triển, người ta sẽ không còn lo đến là ăn no mặc ấm nữa, mà họ sẽ lo là ăn ngon mặc đẹp. Chính vì thế nên là những cái nhu cầu về phát triển giải trí cũng rất là lớn. Và khi mà cái nhu cầu giải trí lớn như thế thì cái số tiền dành cho cái việc giải trí họ cũng sẽ lên cao. Và khi đó thì cái số tiền chi trả cho eSports chắc chắn là sẽ lớn lên. Thế còn với cá nhân của Hải Yến thì đã bao giờ Hải Yến nghĩ rằng là mình trở lại với một công việc liên quan đến game như là game thủ hay là streamer hay chưa?
Cũng có khi, cũng có khả năng. Nếu như mình rảnh thì mình cũng vẫn chơi chơi game. Mình cũng đang rất hy vọng, mong muốn được làm một cái công việc gì đó như là YouTuber chẳng hạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái... Về game, YouTuber về game. Bây giờ thì chúng ta sẽ bật mí nhiều hơn một chút xíu về bản thân của Hải Yến nhé. Hải Yến có thể chia sẻ về thói quen này, về sở thích của mình được không? Nếu mà nói sở thích mà mình thích nhất thì chắc là mình thích, rất thích đi du lịch. Mình rất thích đi du lịch và để khám phá ăn uống này, khám phá văn hóa của những vùng đất mới. Không cần thiết phải vùng đất đấy có đẹp hay không, chỉ cần là một vùng đất lạ mà mình chưa từng đến. Nói chung là dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho cái sở thích này nó tạm thời lắng xuống một chút xíu đúng không ạ? Bây giờ thì tôi tin rằng là rất nhiều những khán giả của Thế Giới Thể Thao Điện Tử đang tò mò về một câu chuyện tiếp theo mà rất mong muốn bạn có thể bật mí, đặc biệt là đối với những bạn nam. Đấy là liên quan đến câu chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm của Yến bây giờ như thế nào? Hiện tại thì nó cũng tạm lắng như là Covid vậy. Cụ thể là như thế nào nhỉ? Thì mình cũng chưa có gia đình. Mình cũng đang muốn tìm một người để có thể lập gia đình và có một gia đình nhỏ của mình nữa. Và chắc là có những đứa con nhỏ để có thể dạy con chơi game, trở thành game thủ. Nhưng về ngôi nhà và những đứa trẻ đấy. Đúng rồi. Rồi nói chung là cuộc sống của chúng ta thì cũng như thế thôi. Ai cũng cần phải tìm một mảnh ghép để có thể chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn và những sở thích hàng ngày trong cuộc sống. Và chúng tôi chúc cho Hải Yến sẽ sớm tìm được mảnh ghép tiếp theo của mình.